Chiều nay, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng dân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết chủ trì phiên họp liên tịch về chuẩn bị kỳ họp hội đồng dân dân thành phố cuối năm 2022 và phiên họp thường kỳ tháng 9 của thường trực hội đồng dân dân thành phố. Cùng dự có phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, phó Hủy, chủ tịch hội đồng dân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Qua rà soát, dự kiến sẽ có 149 tài liệu được trình tại kỳ họp Hội đồng Chân dân thành phố cuối năm nay liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng về tình hình phát triển kinh tế và xã hội của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng báo cáo các nội dung qua giám sát của thường trực Hội đồng Chân dân thành phố, các ban Hội đồng Chân dân thành phố và kết quả xử lý đơn thư. Đối với các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng Chân dân thành phố vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương rà soát, giải quyết theo quy định và tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo trực tiếp cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 9. Giao giám đốc các sở, ban ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan xử lý, trả lời kiến nghị thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 26 tháng 9.